Ayo, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của True Smart và mình là Mạnh Béo, rất vui khi được gặp anh em. Dạo gần đây thì mình sử dụng chiếc điện thoại của mình rất là nhiều và mình nhận thấy một cái điều rằng là cái giao diện ở màn hình của mình nó rất là tẻ nhạt. Và trong một đêm mưa gió bùng khi mà mình đang lướt ở trên CH Play để tìm cho mình một con game offline thì mình phát hiện ra một cái ứng dụng có tên là Movic S. Và cái ứng dụng này thì nó sẽ có một cái giải LED nó chạy quanh màn hình khi mà anh em nghe nhạc hay là anh em sử dụng những app liên quan đến âm thanh. Và để biết xem cái app nó chạy như thế nào thì anh em hãy cùng mình xem hết cái video này nhé. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải tải cái app đấy về. Anh em gõ đây cho mình là ứng dụng có tên là Movic S này. Đó, ứng dụng màu đen đen này nhá. Và anh em cài về giúp mình này. Ở đây thì mình đã cài rồi. Khi mà anh em đăng nhập vào nhá thì nó sẽ hiện cho anh em những cái phần là record audio này. Thì anh em ấn vào và cho phép này. Ở dưới đây thì sẽ có một cái phần bên dưới là draw over app, thì anh em ấn vào luôn cho mình. Và anh em cho phép nó hiển thị nhá. Và khi mà anh em cho phép nó hiển thị thì sẽ có một cái giải LED nó chạy xung quanh cái viền màn hình cho anh em. Đó, anh em nhìn thấy trên màn hình đây. Và ở dưới đây thì sẽ có một cái phần là device screen app. Thì khi mà anh em ấn vào này thì nó sẽ hiện cho anh em cái phần là round it. Thì anh em có thể chỉnh được cái độ cong, nó là cái bộ độ bo viền này. Đó. Còn ở bên đây thì anh em có thể chỉnh được cái độ to nhỏ của nó. Và mình nghĩ là cái phần này anh em không nên dùng, mình tại vì mình không dùng cái phần này đâu. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu sử dụng cái app này nhé. Let's start này. Khi mà vừa vào cái ứng dụng này thì anh em sẽ có cho mình đó là những cái phần line nó chạy hai bên này. Và nếu mà anh em không thích cái phần line nó chạy hai bên nhá thì anh em có thể lướt sang bên cạnh này. Đó, nó sẽ có một cái phần chạy xung quanh ở đây. Tuy nhiên thì cái phần chạy xung quanh này mình thấy nó rất là đẹp. Nhưng mà nếu anh em muốn apply nó để vào cái màn hình của mình ấy thì anh em sẽ mất tiền. Cụ thể là anh em sẽ mất là 32.000 cho một cái phần chạy bao viền như thế này. Nhưng mà mình thấy là nó có nhiều những cái tùy chọn cho anh em mà không mất tiền thì mình thấy cũng rất là đẹp đấy chứ. Ở đây thì anh em sẽ có một cái phần đó là phần LED nó chạy ở bên trên và bên dưới này. Đây, và khi mà kéo sang lên cái phần là flat bar này thì anh em sẽ có một cái phần ở cạnh trên và cạnh dưới nó nhấp nhô như kiểu là sóng nhạc ấy. Và mình thấy cái phần nó rất là hay và mình sẽ thử ngay cái này cho anh em nhá. Ở đây thì anh em muốn sử dụng này thì anh em sẽ apply cái này. Đó. Ở đây thì sẽ có một cái phần là phần line. Khi mà anh em ấn vào nhá thì nó sẽ hiện cho anh em là những cái phần LED này nó sẽ hiện ở bên trên hay là hiện ở hai bên. Hiện ở bên trên này, nếu dụ hiện ở bên trên ở bên dưới thì nó sẽ không mất tiền. Tuy nhiên nếu anh em muốn hiện ở hai bên thì nó sẽ anh em cái phần dấu sao này thì anh em sẽ mất đến khoảng 32.000 trong một tháng. Và mình nghĩ là cái phần chạy ở bên trên và bên dưới này nó cũng khá là đẹp rồi, nên là anh em cũng không cần thiết là phải mất 32.000 cho cái phần kia đâu. Ở đây thì sẽ có một cái phần màu này, phần color này nhá. Khi mà anh em ấn vào nhá thì anh em sẽ có những cái bảng màu nó chọn sẵn cho anh em rồi. Ở đây thì mình thấy cái màu đẹp nhất đó là cái màu đầu tiên này. Đó, anh em thấy chưa? Ok, và bây giờ thì mình sẽ thử cho anh em xem nhá, bằng một cái bài hát mình sẽ bật cho anh em nghe này. Đó, khi mà có phần nhạc lên này thì cái phần bên trên và bên dưới của anh em nó sẽ chạy nhá. Đó, và khi có cái phần nhạc lên thì cái phần bên trên và bên dưới nó sẽ làm cái sóng nhạc cho anh em. À, và một cái phần nữa mình sẽ lưu ý cho anh em là cái phần này có được chỉnh được nhá. Và bây giờ thì mình sẽ chỉnh cho anh em lại này. Và cái sóng này thì anh em có điều và cái sóng này thì anh em hoàn toàn có thể chỉnh cái độ to nhỏ cũng như là cái độ dài ngắn của nó nhá, bằng cách là anh em bật được cái hình cái bút này. Ở đây thì sẽ có một vài cái cho anh em, đó là ở cái phần direction này thì sẽ có là normal này. Normal thì nó sẽ hiện bình thường thôi. Anh em bật là center nhá thì nó sẽ cái sóng nhạc nó sẽ tập trung ở phần giữa, còn đây thì sẽ là ở phần cạnh rìa. Ở cái phần position này thì anh em có thể chọn là một giải ở bên trên hoặc là một giải ở bên dưới, hoặc là anh em có thể chọn cả hai cũng được. Và ở đây thì sẽ là cái phần độ dài. Khi mà anh em càng kéo này thì anh em nhìn thấy nhá. Và khi mà anh em càng kéo dài nó ra thì cái phần sóng nhạc này nó sẽ kéo xuống bên dưới sâu hơn. Và mình chỉ thích là nó ở tầm giữa giữa thôi, mình không thích là nó quá dài. Ở đây thì sẽ là cái phần độ dày và mỏng của nó. Đây, anh em kéo này, anh em bình đang kéo mắc nhá thì nó sẽ rất là dày đúng không? Khi mà mình chuyển này, đó thì nó lại mỏng cái phần đấy rồi. Đây mình sẽ để ở đây. Đó, ở đây có phần speed nữa này. Anh em có thể chọn speed kéo dài nhanh lên thì cái phần sóng nhạc này nó sẽ đập càng nhanh hơn thôi. Đó, anh em save vừa lại. Và hơn thế nữa thì sẽ có một cái phần cài đặt là ở cái app này khi mà anh em cài nó vào nhá. Và hơn thế nữa, ở cái app này nó sẽ có một cái tính năng là nếu như anh em để cái màn hình khoảng 10 giây là nó sẽ tự tối màn hình đi để nó phát sáng cái phần like của nó. Thì nếu anh em muốn tắt cái phần này đi nhá thì anh em có thể ấn giúp mình vào cái phần bên cạnh phần color này. Rồi anh em bật cho mình lên cái phần đấy là phần dim background này, anh em tắt nó đi. Đó. Thế là anh em sẽ không phải tốn pin nhá. Và cái app này thì nó chỉ hiện cái phần like khi mà anh em bật nhạc thôi, cho nên là anh em cũng không cần phải lo cái việc là nó bị tốn pin hay là như thế nào cả nhá.
Và vừa rồi thì mình đã giới thiệu cho anh em về cái app có tên là Music Ads. Và nếu như anh em thấy cái video này hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một share. Và nếu như anh em thấy cái video này hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe. Và nếu như anh em thấy cái video này hữu ích thì đừng quên để lại cho mình một like và subscribe. Nếu như anh em thấy cái video này hay thì có thể share giúp mình. Và đừng quên nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận thông báo mỗi khi mà True Smart có video mới nhé. Chào anh em.